Xin chào tất cả các bạn. Gặp lại các em trong buổi phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Chị sẽ cùng với các bạn tổng kết lại chiến dịch tổng ôn của chúng mình trong một tuần vừa rồi. Và chúng ta sẽ không phải là đi trao đổi về kiến thức về một bài nào cụ thể, mà chị sẽ cùng với các bạn chúng ta rút ra một số những cái lưu ý khi chúng ta bước vào phòng thi nhá. Ok không các em? Thời gian vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau ôn tập về kiến thức rất là nhiều rồi, về phương pháp làm bài cũng rất là nhiều rồi. Thế thì buổi hôm nay, buổi cuối cùng cho chiến dịch tổng ôn 2K6, chị biết là tại thời điểm này đã có những bạn bước vào phòng thi rồi, đã có những bạn đã xong cho kỳ thi vòng 10 rất quan trọng của mình rồi. Nhưng cũng vẫn còn đó rất rất nhiều bạn đang lo lắng và đang chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tới đây của chúng ta, đúng không? Thế nên buổi hôm nay thì chị sẽ dành riêng để tổng kết với chúng mình một số những cái kỹ năng cần thiết khi các em bước vào phòng thi làm bài thi môn văn cho kỳ thi vòng 10 nhá. Xin chào các bạn. Rồi, ok. Đó, được không nào? Thôi thì mọi hôm chúng ta học rất là căng thẳng về kiến thức rồi, đúng không? Thế thì hôm nay gọi là tâm sự và chia sẻ với nhau. Được không nào? Tâm sự và chia sẻ với nhau nhá. Chúng ta có một buổi tổng kết và chị gọi đây là những buổi tổng kết về kỹ năng khi chúng ta làm bài thi nhá. Được không nào? Kỹ năng khi chúng ta làm bài thi. Ok chưa? Thế về kỹ năng này, Trước tiên các bạn phải chú ý giúp chị về cách phân chia thời gian. Được không? Về cách phân chia thời gian các em nhá. Chúng ta hãy chú ý về cách phân chia thời gian này. Chị biết là có nhiều những cái cấu trúc đề thi khác nhau, đúng không? Có bạn thì chúng ta ở Hà Nội, các bạn thi dạng viết đoạn văn nghị luận văn học. Đó, cũng có bạn là ở nhiều tỉnh thành khác, chúng mình lại thi dạng viết bài văn nghị luận văn học, đúng không? Thế chị cũng tạm thời chia ra làm hai dạng đề như vậy để các bạn dễ dàng hơn trong việc phân chia thời gian nhá. Đây, đầu tiên là các bạn ở Hà Nội và thi dạng đề viết đoạn văn nghị luận văn học. Chị gọi đấy là cái dạng đề viết đoạn văn nghị luận văn học nhá. Được không? Thì ở đó, dạng đề của các bạn cũng gồm có 2 phần. Được không? Gồm có 2 phần. Phần đầu tiên là 6,5 cho đến 7 điểm. Đúng không? Gồm có rất nhiều những cái câu hỏi xoay quanh một tác phẩm văn học mà mình được học. Và phần thứ hai là phần gồm có một cái đoạn trích, gồm có một cái đoạn ngữ liệu mới hoàn toàn và có khoảng 3 đến 4 câu hỏi xoay quanh đoạn trích đó, và trong đó sẽ có một câu về nghị luận xã hội. Được không? Thế thì chị chia ra, các bạn sẽ làm như thế này. Phần 1, 6,5 điểm, 6,5 đến 7 điểm. Thì các bạn giúp chị dành ra 75 phút để làm, được chưa? Ok chưa? Nhớ khoảng 75 phút. Và trong đó cái đoạn văn của chúng mình ý, cái đoạn văn của chúng mình, thì các em nên dành ra 45 phút để làm nhá. Ok chưa? Nhớ đấy, 45 phút trong 75 phút. Thì chúng ta sẽ còn 30 phút để làm tất cả những câu hỏi nhỏ còn lại. Được không? Ok chưa? Đấy nhá. Và sang đến phần 2, sang đến phần 2 và trong đó có đoạn văn nghị luận xã hội, nó chiếm khoảng 3,5 cho đến 4 điểm. À được không? Ok chưa? À, chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Đúng rồi, 3,5 cho đến 4 điểm. Đấy, à từ 3 đến 3,5 điểm. Ok chưa nào? Đó thì chúng ta sẽ dành ra cho chị là 45 phút để làm phần đó. Được không? Và cái đoạn văn nghị luận xã hội, đây là đoạn văn nghị luận văn học nhá. Nghị luận văn học trong phần 1, còn phần 2 cái đoạn văn nghị luận xã hội của chúng mình ý, thì chúng ta sẽ dành ra khoảng độ bao nhiêu? Khoảng độ 30 phút. Ok chưa? Khoảng độ 30 phút để chúng mình làm cái đoạn văn đấy nhá. Được không nào? Ok chưa? Đó, chúng ta sẽ dành ra cái khoảng thời gian như vậy để làm. Và tổng cộng thời gian của chúng ta có là bao nhiêu? Chúng ta có 120 phút, đúng không? Chúng ta có 120 phút. Thì các bạn phân chia thời gian như thế này giúp chị để căn giờ nhá, được không? Để căn giờ, đừng để bị lố, đừng để dành quá nhiều thời gian cho phần 1, xong rồi sang đến cái phần sau chúng ta làm lại gấp gáp, được không nào? Chúng ta làm lại gấp gáp, xong rồi lại vội vàng bỏ qua một số những cái câu hỏi mà giúp cho chúng mình ăn điểm. Nhớ chưa? Đấy là dạng mà các bạn ở Hà Nội nhá. Tiếp tục. Cái dạng đề của các bạn mà thi dạng viết bài văn nghị luận văn học đây. Ok chưa? Thì chỉ có một cái công thức như thế này. Chúng ta sẽ có 15, 30, 75. Ok chưa? Trong đó 15 phút dành cho phần đọc hiểu.
Được không? 30 phút chúng ta dành cho nghị luận xã hội, có thể viết bài hoặc viết đoạn. Và 75 phút chúng ta dành cho nghị luận văn học. Các em thấy không? Quỹ thời gian của chúng ta không có nhiều. Bình thường các bạn viết bài văn mất đến tận 90 cho đến 100 phút cơ. Thì bây giờ các em bắt buộc là phải giảm xuống để dành thời gian cho những phần khác nữa. Chứ nếu như mà bài văn các em mất quá nhiều thời gian nhá, được không? Thì những phần khác bắt buộc là các em phải làm thật là nhanh, đúng chưa? Thế thì chị nghĩ rằng nếu như mà phần đọc hiểu mà còn dưới 15 phút nữa ấy, thì các bạn sẽ phải làm kiểu như là tức tốc luôn. Ok chưa? Tức tốc mà trong đó lại có rất nhiều những cái câu hỏi yêu cầu chúng ta cần phải đọc kỹ này, cần phải suy luận ra nữa. Đấy, rồi xong phần nghị luận xã hội, nếu như mà dành quá nhiều thời gian cho nghị luận văn học thì nghị luận xã hội chúng ta cũng sẽ phải giảm thời gian xuống, đúng không? Nói chung là nó bù trừ cho nhau với ba cái phần này. Thế nên các bạn, chị nghĩ rằng đây sẽ là cái quỹ thời gian phù hợp để các em phân chia ra từng phần nhá. Phù hợp và vừa đủ để phân chia ra từng phần. Đấy, thế nên rằng khi mà chúng mình đi thi, chúng mình làm lần lượt từng phần từ đọc hiểu này sang nghị luận xã hội rồi sang nghị luận văn học thì các bạn lưu ý nhá, nếu như mà chúng ta đã thấy quá 45 phút rồi mà vẫn chưa xong câu nghị luận xã hội, ok chưa, thì phải nhanh chóng kết thúc đi để còn phải sang nghị luận văn học nữa. Chứ nghị luận văn học mà chỉ làm trong 60 phút thì không kịp đâu. Nghị luận văn học mà làm trong 60 phút thì kiểu như là lúc đấy chúng ta viết không cả kịp đọc luôn, không cả kịp nghỉ luôn ấy, đúng không? Ok chưa? Mà mục tiêu của chúng ta là phải viết khoảng độ đến 4 mặt cho cái câu nghị luận văn học cơ mà, nhở? Khoảng độ 4 mặt giấy, đấy, từ 4 mặt giấy trở lên cho cái câu nghị luận văn học. Thế nên khoảng thời gian là 75 phút là chị nghĩ là đủ. Đấy, chứ nếu như mà ít hơn thì cũng nguy hiểm đấy nhá. Nếu như mà ít hơn là kiểu những giây phút cuối rồi mới viết được kết bài đấy. Nên là các bạn đặc biệt chú ý giúp chị. Đó, cái đầu tiên là về thời gian nhá. Cái đầu tiên là về thời gian giúp chị. Và cái này là cái quan trọng nhất. Các em có bao giờ làm như thế này không? Với những kỳ thi thử của chúng mình, các bạn có bao giờ phân chia thời gian trong những kỳ thi thử của chúng mình chưa? Nào các bạn, chia sẻ với chị về cái cách phân chia thời gian của các em được không? Các bạn đã bao giờ phân chia thời gian trong những kỳ thi thử của mình chưa? Các em đi thi nên mang theo đồng hồ nhá. Hoặc là để ý ở trong cái phòng thi của mình xem có đồng hồ hay không. Hoặc nếu bạn nào mà không thể có đồng hồ, không thể chủ động được về mặt thời gian thì chúng mình có thể hỏi giám thị nhá. Được không? Chúng mình có thể hỏi giám thị để biết được thời gian, để mình có thể căn chỉnh được, mình có thể làm chủ được. Chứ đừng cứ cắm đầu vào làm xong rồi không biết là khoảng thời gian bao nhiêu. Thì đấy không phải là một cái kỹ năng tốt khi mà chúng mình đi thi, đúng không? Thời gian bao giờ cũng là cái quan trọng nhất khi mà chúng mình đi thi đấy. Đó, ok chưa? Chúng mình có bao giờ căn thời gian không? Chúng mình có bao giờ căn thời gian khi đi thi không? À, chỗ em thi 90 phút à? À, chỗ em thi 90 phút. Thế thì em lại phải dựa trên cái quỹ thời gian 90 phút đấy, dựa trên cái cấu trúc đề thi của chúng mình. Nếu như 90 phút mà vẫn có đầy đủ đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học ấy, mà lại còn viết bài văn, nghị luận văn học, thì chị nghĩ rằng nhá, thì chị nghĩ rằng tất cả mỗi cái phần này chúng ta đều phải giảm thời gian đi. Ok chưa? Tất cả những cái phần này chúng ta đều phải giảm thời gian đi, đặc biệt là phần nghị luận xã hội, được không? Đấy, tùy theo quỹ thời gian. Nhưng mà chị tin là với quỹ thời gian 90 phút thì đề bài cũng sẽ ra để phù hợp với chúng ta, là trong 90 phút đấy có thể hoàn thành được. Nhớ chưa? Chứ không bao giờ đánh đố đâu. Nên là các em yên tâm nhá. Đấy, nên là các em yên tâm. Nếu như mà thấy đề đánh đố mà kiểu em làm được quá ít với quỹ thời gian đó ấy, thì vấn đề chỉ là ở chúng mình thôi, chứ không bao giờ là ở vấn đề là đề đâu nhá. Ok chưa? Có bao giờ chúng mình để ý đến thời gian khi mà đi thi không? À có, đấy, chúng mình cố gắng nhá. Các bạn cố gắng có thể sắm cho mình một chiếc đồng hồ. Đấy, hoặc là mượn người thân một chiếc đồng hồ để mang đi thi, để căn giờ cho nó chuẩn xác. Nhưng mà nhớ này, đây không phải là phải chuẩn chỉnh từng giây từng phút. Đây là cái khoảng ước lượng thời gian các em nhá. Đó, nó có thể di dịch một chút xíu cũng không sao. Nhớ chưa? Chứ đừng bạn nào cứ thấy hết, ôi, em làm đọc hiểu, ôi chết rồi, hết 15 phút rồi, thôi không làm nữa, trong khi mình vẫn còn một câu chưa làm chẳng hạn. Được không nào? Ok chưa? Đây là cái khoảng thời gian chị vạch ra với cái những cái dấu mốc như thế này để các bạn ước lượng được, để chúng mình không bị quá lố thôi, được không? Để chúng mình không bị quá lố và quá mất kiểm soát. Chứ đây là cái khoảng nhá, chứ không phải là bắt buộc phải chuẩn chỉnh từng giây từng phút. Đấy, ok chưa? Rồi. Được không? Ok chưa?
À 15, 30, 70 à? Thế còn 5 phút cuối là mình đọc lại bài đúng không? Đó, đây, 120 phút đây. Đây là 120 phút chúng mình cộng lại nhá. 15, 30 là 45 phút rồi, đúng không? 45 với 75 là 120 phút. Ok chưa? Đây, tất cả hai cái này đều là quỹ thời gian 120 phút cho chúng mình. Đấy. Bởi vì đề thi thường sẽ là 120 phút. 10 phút đọc hiểu, 10 phút nghị luận xã hội và 90 phút cho nghị luận văn học. 10 phút nghị luận xã hội là đỉnh cao đấy, đúng không? 10 phút để viết được đoạn văn nghị luận xã hội là em có kỹ năng viết nghị luận xã hội chắc là phải rất là tốt đấy, được không? Bởi vì là chúng ta cần phải vừa phải đọc kỹ đề này, xác định vấn đề nghị luận này, lên cái hệ thống xem là chúng ta sẽ có những cái ý bàn luận ra sao và viết trong vòng 10 phút được một đoạn văn 200 chữ mà thật là tâm huyết, đầy đủ ý và phân tích dẫn chứng hay. Thì chị nghĩ rằng là trong 10 phút đấy là mình phải hoàn toàn tập trung và phải viết bằng tất cả những cái khả năng mà mình có đấy, đúng không? Cố gắng hết sức để trong 10 phút đấy hoàn thành xong nghị luận xã hội. Chị nghĩ rằng là mình có thể giảm cái thời gian cho nghị luận văn học xuống để mình hoàn thành tốt cái câu nghị luận xã hội. Ok chưa? Được không nào? Rồi. Đó. Lần đầu tiên em không biết chia thời gian thế lại. Ôi, tiếc quá. Được không nào? Đấy nhá, cái kỹ năng quan trọng nhất là chúng ta cần phải căn được thời gian. À không bao giờ căn thời gian à? Hà Nội thi 120 phút em nhá. Và đây, đây là cách phân chia thời gian ở Hà Nội. Được chưa nào? Ok chưa? Đấy. Em căn đúng 70 phút sau để viết bài cuối thôi. Ô trời ơi, thế thì khoảng độ 40, 45 được không? 45 đến 50 phút còn lại thì em làm gì? 50 phút đầu tiên thì em làm gì? Đọc thật kỹ đề sao hay là làm gì? Chúng ta vẫn phải cố gắng làm chứ nhở? Chúng ta vẫn phải cố gắng làm hết tất cả bằng cái khả năng của mình. Cố gắng lên nhá. Rồi. Đây, 120 phút của chúng mình đây. Ok chưa? Năm nay thi vào bài nào? Đó các bạn ơi. Rồi, ok. Đấy, cái kỹ năng đầu tiên là về thời gian nhá. Tiếp tục của chúng mình này. Tiếp tục, đó chính là khi mà vào phòng thi rồi nhá. Chúng mình khi mà vào phòng thi rồi, có một cái kỹ năng nho nhỏ để giúp cho chúng ta tự tin và không bị mất bình tĩnh này. Được không? Khi làm bài thi, cái giây phút đầu tiên ý, cái giây phút đầu tiên khi mà nhận đề, nếu như mà bạn nào run quá, được không nào? Nếu như mà bạn nào hồi hộp quá, theo cái kiểu là ôi bây giờ mở đề lên, mà vào một cái tác phẩm mà đúng như mình học kỹ thì chắc là mình nhảy ồ lên sung sướng. Còn nếu như mà vào cái tác phẩm mà mình lại chưa học được kỹ đi, đúng không? Thì chắc là mình sẽ buồn lắm, mình sẽ thất vọng lắm, mình sẽ bất lực lắm. Đấy kiểu như thế. Bạn nào mà hay bị tâm lý, hay bị run, thì khi mà chúng mình nhận đề nhá, chúng ta có thể là tạm thời chưa mở đề ra ngay, ok chưa? Mà chúng ta hãy hít một hơi thật là sâu chị, để bình tĩnh lại đã, ok chưa? Sau đó mở đề ra. Và hãy tin rằng là đề dù có như thế nào chúng ta cũng sẽ làm được. Đấy. Và tất nhiên là đề có thế nào các em vẫn phải làm mà, chứ chúng ta không thể nào bỏ thi được. Thế nên lúc nào cũng nghĩ được cái tư thế ở trong cái tâm trạng là gì, là đề như thế nào cũng phải cố gắng làm được. Đấy, ok chưa? Đấy nhá, lúc mà khi mà chúng ta nhận đề. Rồi, khi mà chúng ta bắt đầu đặt bút làm bài ấy, thì trước khi nhận đề thì giám thị sẽ hướng dẫn chúng ta ghi chép làm sao cho nó thật là chính xác vào cái tờ giấy thi của chúng mình. Ngay từ cái bước đó các bạn cũng phải ghi thật là đúng nhá. Đừng để những cái sơ suất làm ảnh hưởng đến với chúng ta. Ghi họ tên như thế nào này, ghi số báo danh ra làm sao này, được không? Những cái đó là những cái rất là quan trọng. Thế nên là những cái thông tin đấy sẽ được giám thị hướng dẫn các em ghi trước khi mà chúng mình nhận đề, nhớ chưa? Và giám thị cũng sẽ kiểm tra lại sau khi mà thu bài của chúng ta và phải kiểm tra đầy đủ xong hết rồi thì các bạn mới được phép ra khỏi phòng thi, đúng không? Thế nên là trước khi nhận đề các em nhớ đọc kỹ và theo dõi kỹ cái hướng dẫn của giám thị để ghi đúng những cái thông tin cá nhân của mình vào bài thi, nhớ chưa? Và nhớ là nhớ phải nhớ số báo danh của mình này, đấy. Không rõ cái gì là phải hỏi lại ngay nhá. Không rõ cái gì là phải hỏi lại ngay chứ không được làm liều. Ok chưa? Đấy. Và khi mà chúng mình làm bài nhá, khi mà chúng mình làm bài đầu tiên, khi mà chúng ta cầm đề trên tay ấy, các bạn cứ đọc toàn bộ đề bài giúp chị đi nhá. Cứ đọc toàn bộ đề bài giúp chị đi để biết xem là đề bài này thì phần nghị luận xã hội nó có thể vào cái gì này, được không nào? Nó vào cái gì? Xong rồi nghị luận văn học thì vào bài gì? Đấy, sau đó bắt tay vào làm bài. Chứ đừng vì hồi hộp quá,
không dám đọc nghị luận văn học luôn. Kiểu như là làm phần đọc hiểu với cái sự hoang mang lo lắng, không cả dám đọc nghị luận văn học xem nó vào bài gì. Đừng như vậy nhá, chúng ta cứ đọc qua một lượt đề đi, được không nào? Cứ đọc qua một lượt đề bài đi, sau đó thì cầm bút viết bài. Đấy, để mình thêm tự tin hơn, được không nào? Và đến khi làm bài về từng phần một nhá, không bao giờ được bỏ qua cái bước phân tích đề giúp chị. Nhớ chưa? Phần đọc hiểu thì xác định rõ dạng đề của từng câu một, xem là dạng đề này thì chúng ta cần phải làm như thế nào. Ví dụ như là đây là cái câu hỏi về phương thức biểu đạt đi, thì phải nhớ là đấy là câu hỏi về phương thức biểu đạt chính hay là những phương thức biểu đạt. Nhớ chưa? Đấy, hay là những câu hỏi tiếp theo là dạng câu hỏi theo đoạn trích theo tác giả, tức nghĩa là chúng ta chỉ việc tìm kiếm thông tin trong đoạn trích thôi. Hay là cái dạng câu hỏi là theo em, theo bản thân em, hoặc em hiểu như thế nào, tức nghĩa là ta phải đưa ra thêm cái quan điểm của mình nữa. Đấy, nhiều bạn nhá, do không đọc kỹ đề, thế xong rồi đề bài bảo là theo đoạn trích, cái câu này ý nghĩa là gì, được không? Hay là tại sao phải như thế này? Thế là các bạn ấy bỏ luôn cái vế đằng trước là theo đoạn trích, mà chỉ nói theo cái cách hiểu của mình thôi, đưa cái quan điểm của mình ra để trả lời câu hỏi đó. Trong khi người ta hỏi là theo đoạn trích, tức nghĩa là chúng ta phải đọc toàn bộ đoạn trích và chúng ta phải trích ra được những cái nội dung ở trong đoạn trích cơ. Đấy, thế nên là những cái câu hỏi đấy mà bị mất điểm thì tiếc, vô cùng tiếc luôn, được không? Ok chưa? Thế nên khi làm bài bao giờ cũng phải nhớ chị đọc kỹ đề và phải phân tích đề nhá. Ok chưa? Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là phải hiểu được yêu cầu của đề, từ đó mới xác định cách làm cho mình. Cái này nó có quan trọng với cả phần đọc hiểu này, quan trọng với cả nghị luận xã hội lắm chứ. Nếu như mà nghị luận xã hội chúng ta viết đoạn văn nhá, mà đề bài chỉ ra cho chúng ta cái khía cạnh cần phải đi sâu, mà bạn nào không đi sâu được vào cái khía cạnh đấy, ví dụ đề bài người ta yêu cầu là em hãy nêu suy nghĩ của mình, được không nào? Vào một đoạn văn khoảng 200 chữ, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống đi. Đó, thế xong rồi, bạn nào mà không đọc kỹ đề, không phân tích đề, thế xong rồi chỉ tập trung là chỉ viết về niềm tin, tức nghĩa là viết về tất cả những cái khía cạnh liên quan đến niềm tin, từ giải thích, rồi đến biểu hiện, đúng không? Rồi đến vai trò ý nghĩa, rồi bài học liên hệ bản thân, vân vân. Trong khi người ta chỉ tập trung vào cái gì? Về vai trò và ý nghĩa thôi. Đấy, thế nên là chúng ta cần phải phân tích đề thật là kỹ nhá, đừng bỏ qua cái từ khóa nào ở trong đề. Nhớ chưa? Cái phần này nó lại quan trọng hơn nữa đến với cả nghị luận văn học nữa cơ. Đúng không? Nghị luận văn học chúng ta cần phải xác định đúng vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích, xác định đúng tất cả những cái yêu cầu của đề để mình đưa vào giới thiệu trong mở bài này. Ok chưa? Để định hướng cái hệ thống luận điểm trong thân bài này, và mình phải tổng kết lại ở trong kết bài này. Đó, nói chung là rất là nhiều những cái yêu cầu. Đặc biệt nhá, đặc biệt cái phần phân tích đề không thể nào bỏ qua đối với những bạn thi dạng đoạn văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Đó chính là những bạn ở Hà Nội. Cái câu về nghị luận văn học của chúng ta nó có quá nhiều những cái yêu cầu đi kèm đi, đúng không? Từ kiểu đoạn văn này, đấy, vấn đề nghị luận này, phạm vi phân tích này, rồi những yêu cầu tiếng Việt đi kèm này. Quá nhiều những cái yêu cầu luôn, thế nên là các bạn khi mà đọc đề nhá, các bạn gạch chân giúp chị những cái yêu cầu đấy để mình không bị bỏ qua, mình không bị lạc đề và mình không bị sót ý. Nhớ chưa? Nhá, đọc kỹ đề, bình tĩnh và làm bài. Đó, thôi thì cứ nói, chúng mình cứ bảo là ui chị chưa thi, chị cứ nói như vậy dễ thôi chứ vào phòng thi em run lắm, em không thể nào làm được bài. Thế mình cứ định run mình không làm bài thật sao? Đúng không? Dù như thế nào thì mình vẫn phải làm. Ok chưa? Thế nên là cứ coi cái đề bài đấy. Ok, lúc đầu là mình hơi mất bình tĩnh đi, thì các em ngồi bình tĩnh, hít thở thật là sâu nhá. Hít thở thật là sâu và đừng để ý đến xung quanh. Nhìn thấy bạn bè xung quanh cứ hì hục hí húi làm. Đấy, xong rồi các bạn xin giấy lia lịa, một các bạn nộp bài lia lịa. Không quan tâm, bài của mình làm, được chưa? Nhớ, bài của mình làm. Mình cứ làm cố gắng hết sức của mình đi. Mình làm vì bản thân mình mà đâu phải vì các bạn đâu. Mình làm vì bản thân mình chứ đâu phải là vì phải xin giấy nhanh hơn nó đâu, đúng không? Đâu phải là vì xin giấy nhanh hơn các bạn ở trong phòng đâu. Chắc gì xin giấy sớm thì đã làm tốt. Đấy, thế nên là chúng mình cứ phải tự trấn an bản thân mình khi mà chúng ta hay bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài như thế nhá, được không? Còn bạn nào có cái khả năng tập trung cao thì rất là tốt. Chúng ta hãy phát huy cái khả năng tập trung đấy vào trong quá trình làm văn của mình. Nhớ chưa nào? Ok chưa? Cái thứ hai nữa khi làm bài này là các bạn phải trình bày thật là sạch sẽ giúp chị nhá. Trình bày. Ok chưa? Chúng ta cần phải trình bày làm sao thật là sạch sẽ giúp chị. Đấy, sạch sẽ và cẩn thận.
Chứ đừng bao giờ biến cái bài thi của mình như một tờ nháp. Nhớ chưa? Đừng bao giờ gạch xóa quá là bẩn. Nhớ đấy. Đấy, chúng ta sai nhá. Đây, cái kỹ năng gạch của chúng mình này. Khi mà chúng mình viết sai chẳng hạn, ví dụ chúng mình viết sai chữ trình này chẳng hạn. Ok chưa? Mình muốn viết lại. Các bạn hãy giúp chị gạch một gạch chéo như thế này thôi. Và chúng mình viết sang bên cạnh. Nhớ chưa? Chứ đừng... Ok chưa? Chúng ta phải làm như thế nào gạch như không gạch. Chứ người ta nhìn vào thấy rất là sạch sẽ. Chứ như thế này các em có thấy là mình cứ như là đang đánh dấu cái chỗ này vậy. Người ta nhìn cả cái trang giấy, người ta nhìn ngay vào cái chỗ mình sai đây này. Đúng không? Ok chưa? Nhá, dùng một gạch để gạch chéo cái chữ đấy của mình thôi. Đừng đừng bạn nào mà viết sai cả một đoạn văn. Thế xong rồi mình gạch như thế này nhá, là nó giống với cả đánh dấu bài đấy. Ok chưa? Nếu như mà chúng ta viết sai cả một đoạn đi, được không nào? Các bạn có thể gạch như thế này cho chị này. Đây là một đoạn văn của chúng ta đúng không? Các bạn viết sai, các bạn có thể gạch như thế này giúp chị này. Ok chưa? Nhá, đó là chúng ta viết sai cái đoạn đấy. Đó, cũng đừng khoanh ra ngoài lề xong rồi ghi chữ bỏ nhá. Được không? Tất cả những cái phần chúng ta viết ra ngoài lề là những cái phần phạm quy đấy. Được không nào? Tất cả những phần chúng ta viết ra ngoài lề nó không nằm trong cái trang giấy thi của chúng mình là không được tính. Đấy, không được tính, và chưa kể là sẽ có một số nơi là đánh dấu bài đối với những cái phần mà viết ra ngoài lề, bởi vì thí sinh không được viết ở đây mà. Nhớ chưa? Thế nên là chúng ta sai ở đâu chúng ta cứ gạch như thế, xong rồi chúng ta cứ cẩn thận viết lại xuống dưới. Nhớ chưa? Chứ đừng thấy mình sai, mình muốn làm lại xong rồi mình hốt hoảng. Đó, gạch lia lịa lên, ui gạch kiểu như là sợ người ta không biết là phần này mình sai, thế nên là mình cứ gạch kiểu như là gạch xóa linh tinh cả chỗ này. Đó, nó rất là bẩn, được không? Còn nếu có thể nhá, nếu như mà bài của mình nó lạc quá rồi, được không nào? Và vẫn còn nhiều thời gian thì em có thể xin tờ khác làm lại, không sao hết. Ok chưa? Đấy, thế nên quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh và có kỹ năng xử lý tất cả những cái yếu tố nó có thể xảy ra trong cái phòng thi môn văn của mình. Ok chưa nào? Nhá, nhưng hạn chế tối đa việc làm lại nhá. Hạn chế tối đa cái việc xin giấy để làm lại. Bởi vì chúng ta đây này, các em có thấy không? Tính thời gian ăn khớp cái lần làm đầu tiên thôi, làm một lần thôi, thời gian đã rất là vừa khít như thế này rồi. Mà bây giờ mình còn làm lại nữa thì là mình mất rất nhiều thời gian đấy. Nên hạn chế tối đa cái việc xin giấy làm lại, nhớ chưa? Làm phải thật là cẩn thận, suy nghĩ kỹ đi xong đặt bút viết. Đấy, ok chưa nào? À, ở đây có những bạn nào mà hay suy nghĩ xem là mình đi thi mình nên dùng bút mực gì không? Và loại bút gì không? Cái đấy chị cũng thấy nó rất là quan trọng đấy. Đặc biệt là với môn văn là cái môn mà viết rất là nhiều. Thế thì ở đây này, chúng ta có thể dùng bút mực nước kiểu như thế này, được không? Hoặc là các bạn dùng bút bi cũng được. Nói chung là dùng cái loại bực nào mà loại bút nào mà các em quen viết hàng ngày ấy. Chứ đừng đi thi xong rồi gọi là mạnh dạn thử một loại bút mới. Đấy, thế xong rồi viết không quen tay, chữ xấu thì không nên, được không nào? Dùng cái loại bút nào mà hàng ngày chúng ta quen sử dụng rồi thì đi thi chúng ta sẽ có được cái kỹ năng, chúng ta không phải lo lắng về cái việc bút viết đấy nữa. Và hãy chuẩn bị nhiều bút nhá, chứ đừng chỉ mang một cây bút đi, nhớ chưa? Chuẩn bị nhiều bút, đó, ít nhất là 2 cây bút cùng một màu mực, cùng một loại. Để chúng ta nhỡ có gì, nếu hết mực chúng ta còn thay, được không nào? Đấy, để tránh đi những cái sự cố mà không đáng có ở trong phòng thi của mình. Ừ, và cái màu mực mà chúng ta nên sử dụng là mực đen hoặc là mực xanh nhá, được không nào? Chị thấy mực tím thì cũng có một số bạn sử dụng đấy, nhưng mà mực tím khi mà chúng mình viết chữ dày ấy thì nhìn lên nó rất là khó đọc, đúng không? Ok chưa? Đấy, thế nên là các em có thể dùng bút mực nước hoặc là dùng bút bi. Chúng ta có thể dùng bút mực đen hoặc là bút mực xanh. Các em quen với cả loại nào hơn thì chúng mình sử dụng loại đấy nhá. Không có một cái quy định nào hay là không có một cái đặc quyền nào, không có một cái đặc ân nào đối với những bạn mà dùng bút mực đen hay là mực xanh cả, được không? Ok chưa? Thậm chí chị còn biết có những bạn mà còn đi xem là mệnh mình thì hợp màu gì để mình chọn màu bút. Đó, thôi thì chúng ta cứ làm chuẩn bị thật là kỹ. Và khi mà chúng mình chuẩn bị ấy, hãy đặt cái tiêu chí là quen, được không nào? Quen thuộc và thuận lợi nhất để đặt lên hàng đầu, để khi mình chọn bút này, khi mình chọn đồ dùng những học tập, khi mình mang theo để mà đi thi. Ok chưa? Ở đây thì chị đang dùng bút mực nước, nhưng mà bút mực đen của chị nó bị hết mực mất rồi nên chị mới dùng bút mực tím. Còn bình thường thì chị dùng bút mực đen. Ok chưa? Nhưng mà bút mực nước nhá, nó có một cái không tốt, đó chính là có thể là nó lâu khô và nó dễ nhòe. Đấy, thế nên là bạn nào mà tay ướt này, hoặc là bạn nào mà không cẩn thận trong cái việc mà giữ cái trang giấy được ấy, thì các em có thể dùng bút bi cho nó dễ. Bút bi thì nó sẽ mực nó sẽ nhanh khô. Ok chưa? Và nó sẽ không dễ bị lem. Đấy. Nhá, được không nào?
Viết bút máy, ôi đỉnh cao luôn. Viết bút máy đỉnh cao luôn. Năm chị nhớ là hồi chị đi thi học sinh giỏi cũng có những bạn viết bút máy đấy. Tức nghĩa là thi học sinh giỏi 180 phút, 3 tiếng đồng hồ viết bút máy, vừa viết vừa bơm mực luôn. Mà lại còn là bạn nam nữa cơ. Đấy, không phải là không có những trường hợp đấy đâu. Nhưng mà bạn ấy quen rồi, đúng không? Chúng ta vẫn sẽ đặt cái tiêu chí là quen thuộc và thuận lợi cho mình nhất, đặt lên hàng đầu khi mà chọn những cái đồ dùng, dụng cụ khi chúng mình mang đi thi nhá. Ừ, nhớ đấy. À, thi 90 phút. Thi 90 phút thì chị cần biết cái cấu trúc đề thi của chúng mình như thế nào. Được không? Cần biết cấu trúc đề thi của chúng mình gồm những phần nào để chị hướng dẫn các bạn cái cách chúng mình phân chia thời gian. Được không? Ok chưa? Ừ, đó. Ừ. Mang máy sấy theo. Mang máy sấy theo rồi thôi thì mình mang thêm cả bố mẹ ngồi bên cạnh cho con bình tĩnh đi, đúng không? À, em đã trải qua hai cuộc thi học sinh giỏi mà vẫn bị áp lực. Kỳ thi nào cũng sẽ có những cái áp lực riêng của nó mà. Chị biết cái điều đấy, không thể nào tránh khỏi. Nếu như không áp lực thì nó đã không phải là những kỳ thi quan trọng rồi. Hơn thế nữa, đây là một cái bước ngoặt nho nhỏ trong cuộc đời của chúng mình. Chúng ta phải vào được cái ngôi trường cấp 3 mà mình mong ước, đúng không? Thì chúng ta mới có được 3 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cái quãng đời học sinh của mình. Và nó tạo tiền đề để chúng ta có thể học tập tốt, để thi đỗ vào ngôi trường đại học quan trọng, đúng không? Thế nên rằng là quan trọng, cái kỳ thi cấp 3 này nó quan trọng đến như thế. Nhưng nếu bạn nào mà cứ sợ hãi mà áp lực quá thì tất nhiên là áp lực quá nó sẽ khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Em hãy cứ tự tin lên, đúng không? Áp lực là cái điều cần thiết để chúng ta có được cái sự cẩn thận khi mà đi thi nhá. Nhưng đừng để cái áp lực đấy nó xâm chiếm quá nhiều, khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng về kiến thức, về kỹ năng, về phương pháp làm bài. Nhớ chưa nào? Áp lực, và hãy biến cái áp lực đấy nó thành động lực đi nhá. Khi mà mình sợ quá thì mình hãy nghĩ đến cái cảnh là chúng ta bình tĩnh làm từng phần một, và cái kết quả nhận về sẽ xứng đáng với những cái cố gắng đấy. Đấy, thì các bạn sẽ đỡ bị áp lực hơn. Và đấy là về suy nghĩ nhá. Còn về những cái động tác, về những cái hành động để giúp chúng ta đỡ áp lực, đó chính là chúng ta hít thở thật là sâu, được không? Hít thở thật là sâu là cái cách dễ nhất để chúng mình lấy lại cái sự bình tĩnh. Ok chưa? Đó, tiếp tục này, tiếp tục khi mà chúng mình nộp bài. Ok chưa? Khi mà chúng mình nộp bài thì các em để ý nhá, các em để ý là phải xem lại toàn bộ bài của mình đi. Nhớ chưa? Xem lại toàn bộ bài của mình. Có thể là không có thời gian đọc kỹ từng câu từng chữ, nhưng hãy để ý như thế này này. Những câu trả lời cho phần đọc hiểu, cuối mỗi câu đấy đã có dấu chấm hay chưa? Được không? Nó chỉ là một cái lưu ý nhỏ xíu xíu thôi, nhưng nó là cái sự cẩn thận và chỉn chu của chúng mình. Trả lời xong chả có kết thúc gì cả. Kiểu trả lời xong trong câu này chuyển ngay xuống câu kia, chẳng có kết thúc, chả có sự cẩn thận gì cả. Đấy, thì nhiều ban giám khảo khó tính chứ, sẽ rất là khó chịu với cái điều đấy, đúng không? Thế nên chúng ta cứ làm sao mà chuẩn chỉnh này, chúng ta chỉn chu nhất cho cái bài làm của mình nhá. Trả lời xong một câu hãy kết thúc bằng một dấu chấm, sau đó xuống dòng viết câu tiếp theo, được không nào? Nó chẳng mất chúng ta bao nhiêu thời gian đâu, nhưng nó là một cái sự cẩn thận của chúng mình. Đấy là phần đọc hiểu. Hay kể cả nghị luận xã hội hay nghị luận văn học cũng thế, kết thúc một cái đoạn văn chúng ta phải chấm hết chứ, đúng không? Định lửng lơ đến bao giờ? Ok chưa? Đó nhá, được không? Đấy, thế thì đấy chính là cái thao tác khi mà chúng mình xem lại bài, không phải là đọc lại từng câu từng chữ, bởi vì chúng ta có thể là không còn nhiều thời gian, đúng không, để đọc lại từng câu từng chữ. Thì khi đó hãy xem lại tổng quát cả bố cục bài làm của mình đó. Và đặc biệt làm văn thì hãy làm đến đâu xong đến đấy nhá, đừng để dành giúp chị. Ok chưa? Đừng có cái kiểu là mình phân vân ở trong phần đọc hiểu xong rồi để đấy thôi, tí nữa làm xong những câu kia rồi quay trở lại nghĩ vậy. Bây giờ chẳng biết làm như thế nào. Xong đến lúc làm những câu kia xong quay trở lại không còn thời gian là một, hoặc là chủ quan thì nộp bài luôn, quên mất luôn. Được không? Ok chưa? Nhớ, thế nên là đừng để dành, làm đến đâu chắc chắn đến đấy đi. Đấy, đừng để cho làm những cái phần khác mà mình cứ phải canh cánh, cứ phải trăn trở những cái câu mà mình chưa làm phần trước. Với cả các em cách ra như thế thì những cái câu mà chúng ta phải trả lời nhiều thì sao, đúng không? Ok chưa? Thế nên rằng làm đến đâu chắc chắn đến đấy giúp chị. Đừng có để dành nhá, đừng có để dành, dễ quên lắm đấy. Không thể nào biết trước được đâu, nên là chúng mình đừng để dành. Trong cái trường hợp mà bắt buộc không thể biết mình trả lời như thế nào được, em đã suy nghĩ mất rất nhiều thời gian rồi mà cái câu đọc hiểu đấy em vẫn không biết trả lời ra làm sao, Thì khi mà chúng ta quyết định là để dành lại nhá, các bạn phải khoanh hoặc là đánh dấu làm như thế nào để nó thật là nổi bật ở trong đề giúp chị.
được không nào? Khoanh này, đánh dấu sao này, làm như thế nào thật là nổi bật để mình nhớ là mình cái câu đấy mình chưa làm. Nhớ chưa? Chứ đừng chỉ để dành đấy, xong rồi đề bài vẫn cứ đẹp đẽ, vẫn cứ chỉn chu, vẫn cứ sạch sẽ. Thế đến lúc làm xong câu nghị luận xã hội, nghị luận văn học sung sướng quá rồi. Ok chưa? Quên luôn là mình đã để dành những cái gì nhá. Trong cái trường hợp gọi là bắt buộc phải như thế đi, không còn lựa chọn nào khác đi. Nếu như em tiếp tục mân mê cái câu đấy thì em sẽ không có thời gian làm những câu khác. Em bắt buộc là phải để dành lại. Ok chưa? Thế thì em phải đánh dấu thật là rõ ràng này, đánh dấu thật là nổi bật ở trong đề đi, để mình biết là mình còn câu đấy chưa làm. Nhớ chưa? Ok chưa? Đó. Phần đọc hiểu mà đọc mãi vẫn không hiểu. Không bao giờ có chuyện đấy, được không? Em phải tin cho chị là đọc là mình phải hiểu được chứ. Nhớ chưa? Đọc là mình phải hiểu được. Không hiểu là mình cứ phải đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm nó đi. Nhưng mà khi mà mình đọc lần đầu tiên chưa hiểu gì nhá, đọc lần thứ hai mình phải xóa bỏ cái tư tưởng đấy đi. Ok chưa? Đọc lần thứ hai mình phải làm sao mà mình bắt đầu mò mẫm kỹ hơn, xem là cái từ này nó có biểu tượng cho cái gì không. Đấy, bắt đầu bóc tách từng lớp nghĩa của nó đi. Chứ đọc lần 1 không hiểu, đọc lần 2 cũng vẫn giữ cái tư tưởng đấy, lại đọc lướt tiếp, vẫn không hiểu, lại đọc lướt tiếp lần thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thế thì đọc hoài, đọc mãi cũng vẫn không hiểu thôi. Đọc lần 1 chưa hiểu được đúng không? Thì chúng ta phải bình tĩnh, đọc lần 2 và bóc tách từng từ ngữ mà mình cảm thấy là ở đây nó sẽ biểu tượng cho cái điều gì đấy đây này. Đó, xong rồi xét về cái lớp nghĩa biểu tượng đấy và rút ra được ý nghĩa của cả cái đoạn đấy, đúng không? Ok chưa? Nhá, chứ đừng đọc một lần thấy hoang mang, không hiểu gì, đọc lần 2 cũng vẫn cứ đọc lướt, đọc lần 3 chưa hiểu chỗ nào cũng vẫn chưa hiểu. Thế thì chúng ta không có tác dụng gì khi đọc như thế rồi, đúng không? Mà đi thi thì tự lực cánh sinh thôi. Mình không hiểu, mình không thể trông chờ vào người khác được, nên bắt buộc em phải hiểu. Nhớ chưa nào? Bắt buộc em phải hiểu nhá. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Tìm nội dung chính của đoạn trích mà có phương thức biểu đạt là nghị luận ấy. Nếu như là phương thức biểu đạt là nghị luận thì chắc chắn trong đoạn đấy sẽ nêu ra một quan điểm nào đấy, được không? Sẽ nêu ra một cái quan điểm nào đấy và người ta sẽ có những cái lý lẽ hoặc là những cái dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm đó. Thế nên khi xác định nội dung chính của một đoạn trích mà phương thức biểu đạt là nghị luận thì em hãy tìm cho chị cái câu nêu luận điểm lên nhá, được không? Thì cái câu đấy nó sẽ hàm chứa nội dung chính của cả đoạn đấy. Ok chưa? Đấy, đấy, nếu như mà mình đã xác định được đấy là phương thức biểu đạt là nghị luận rồi thì trong đấy sẽ chắc chắn sẽ có quan điểm. Sẽ có quan điểm của người nói về một cái vấn đề nào đấy. Thế nên là chúng ta sẽ tìm những cái câu mà nêu lên quan điểm đó nhá. Được không? Và khi mà chúng mình làm bài đọc hiểu ấy, chúng ta phải đọc toàn bộ cả đoạn trích nhá. Chứ đừng chủ quan theo cái kiểu là thấy từ khóa này xuất hiện rồi đây này, nên em chỉ viết mỗi cái câu chứa cái từ khóa đấy thôi, biết đâu bên dưới nó lại xuất hiện tiếp thì sao. Nhớ chưa nào? Nên là luôn luôn phải nhớ đọc toàn bộ đoạn trích, không được bỏ qua đâu, không được chủ quan đâu. Nhớ chưa? Rồi, ok. Em đã từng làm như thế và quên luôn. Đấy, đâu phải là ai để dành cũng nhớ đâu. Để dành nếu thiếu thì xin thêm giấy nha chị ơi. Nhưng mà các em để những cái câu đọc hiểu nó nho nhỏ thôi. Thế xong rồi ngay đầu, phần đầu mình làm được một nửa, xong rồi đến tận phần cuối mình xin sang tờ giấy thứ 2, thứ 3 mình mới làm một nửa tiếp theo. Thì các em có thấy là nó khó không? Các em có thấy là nó không hay đúng không? Nó không hay. Kiểu trả lời một nửa ở mặt đầu tiên của tờ 1, thế xong rồi một nửa còn lại giám khảo phải tìm tít tắp đến tận đâu đấy mới tìm ra. Biết đâu nó còn sợ là còn bị bỏ sót ý, đúng không nào? Biết đâu còn sợ là bị bỏ sót không được chấm ý. Thế nên là chúng ta cứ làm như thế nào thuận lợi nhất cho chúng ta. Nhớ chưa? Trong trường hợp hy hữu bất đắc dĩ thì mới phải để dành lại thôi. Đúng rồi, chính xác đấy. Có gì biết thấy còn hơn không biết. Ai không biết gì nên phòng hiệu trưởng hỏi. Các em đang động viên nhau đúng không? Các em đang động viên nhau bằng những cái câu kiểu tấu hài như thế đúng không? Rồi, tìm những từ khóa mà theo tôi thì nó cũng dễ, bàn luận về vấn đề gì gì đó. Ok. Rồi, đấy nhá. Đó là một số những cái kỹ năng mà chị mong muốn chúng ta có thể giữ được và chúng ta có thể phát huy được trong quá trình làm bài thi môn văn. Và cái điều cuối cùng chị nhắn nhủ với chúng mình này, đó chính là bài văn hay nhất là bài văn các em viết ra.
được không? Bài văn hay nhất là bài văn mà các em viết ra. Và hãy để cho cái giây phút mà chúng mình chấm cái dấu chấm cuối cùng kết thúc bài thi sẽ là giây phút mà các em có thể nở nụ cười thật là tươi, bởi vì mình đã cố gắng hết sức, được không nào? Ok chưa? Bởi vì mình đã làm bằng tất cả cái khả năng của mình rồi. Chúc cho tất cả các bạn có thể hoàn thành tốt bài thi của mình và đạt được cái số điểm như chúng mình mong muốn nhá, được không nào? Ok chưa? Đã suốt cả một quãng thời gian dài chúng ta cố gắng nhiều đến như thế, thì đây, bây giờ chính là lúc mà chúng ta gặt hái về cái thành quả xứng đáng với mình nhá. Cho nên rằng là bạn nào còn nhiều thời gian để ôn tập thì chúng mình tận dụng khoảng thời gian đó. Bạn nào mà chỉ ngày mai, ngày kia thôi là chúng ta thi rồi thì chúng ta nên để cái khoảng thời gian cho đầu óc của mình được nghỉ ngơi, được thư giãn, được giãn ra một chút xíu để tạo được cái tâm thế tốt nhất bước vào phòng thi. Đừng cố nhồi nhét trong những ngày cuối cùng các em nhá. Nhồi nhét thế nó chẳng có tác dụng gì đâu, mà nó còn phản tác dụng nữa cơ. Nó còn khiến cho chúng ta càng hoảng loạn hơn và quên đi những cái gì vốn dĩ chúng ta đã nhớ rồi cơ. Đấy nhá, thế nên là các bạn đừng cố nhồi nhét trong những ngày cuối cùng, nhớ chưa nào? Chúng ta đã học một cái khoảng thời gian rất là dài như thế rồi, thì những ngày cuối, một hoặc hai ngày cuối để đầu óc của mình nghỉ ngơi và thư giãn, ok chưa? Có thể xem lại, nhưng mà xem lại bài một cách gọi là chỉ để xem lại thôi, chứ đừng áp lực hay cố nhồi nhét cái gì cả nhá. Rồi, đó. Bài văn hay nhất là bài văn do chính các em viết ra. Và khi mà đi thi văn này, chị không biết những môn khác như thế nào, nhưng mà khi mà đi thi văn thì bản thân chị qua những lần trải nghiệm, kể cả những cái kỳ thi học kỳ, kể cả là những cái kỳ thi bình thường hay là những kỳ thi học sinh giỏi, thì cái bài làm tốt nhất của chị luôn là những bài làm mà như thế nào mà khi mà làm bài ấy, mình nhập tâm được vào cái bài đấy, được không? Ok chưa? Tức nghĩa là khi mà chúng mình phân tích về một tác phẩm nào đó, mình hoàn toàn tập trung, mình nhập tâm vào, và thậm chí có những cái lúc mà mình đang tưởng tượng mình là chính tác giả và mình đang viết lại cái cảm xúc của mình trước những cái hình ảnh đó. Ok chưa? Đấy, thì có được những cái giây phút đó thì cái phần làm văn của chúng ta nó sẽ bay bổng hơn này, đúng không nào? Nó sẽ là cái bài văn của chính các em này, đúng không? Và khi đó chúng ta sẽ rất tâm đắc về bài viết của mình. Thế nên nếu có thể, các bạn hãy phát huy tất cả cái sự tập trung của mình, ok chưa? Và cái tình yêu của mình, được không? Cả cái niềm tin này, sự quyết tâm này, ước mơ, hy vọng các thứ chúng ta sẽ mang theo khi mà vào phòng thi, đúng chưa? Và hãy làm bài thi bằng cái sự cố gắng hết sức của mình, nhớ nhá, cố gắng lên, cố gắng làm bài thi bằng hết sức lực của mình. Và đừng bỏ bất cứ một câu hỏi nào trong đề thi môn văn, nhớ chưa? Có thể môn toán, môn tiếng Anh hay những môn khác có những câu hỏi nó siêu khó đi, được không nào? Nó chiếm số ít điểm thôi thì chúng ta có thể bỏ qua. Đấy, chúng ta tập trung làm những cái câu đơn giản, những cái câu cơ bản để chúng mình ăn chắc cái số điểm an toàn. Nhưng mà môn văn không có một cái câu nào để mà chúng mình bỏ được đâu, nhớ chưa? Chúng ta phải hoàn thành hết tất cả các câu hỏi nhá, được không nào? Đó, nhưng mà khi đứng giữa sự lựa chọn thì chúng ta nên chọn cái câu hỏi nào nhiều điểm hơn để làm, nhớ chưa? Đấy, còn cái phương pháp làm môn văn, thi môn văn đơn giản nhất và hữu hiệu nhất là cứ làm từ đầu đến cuối. Ok chưa? Cứ làm từ đầu đến cuối theo cái thứ tự câu hỏi ở trong đề. Chúng ta cũng không cần phải đảo làm cái phần nào trước, phần nào sau hết. Cứ làm từ đầu đến cuối. Đấy, đấy là cái cách làm đơn giản nhất và cũng là hữu hiệu nhất. Ok chưa nào? Nhá, đó là tất cả những cái kỹ năng mà chị mong muốn tổng kết trong cái buổi cuối cùng của chiến dịch tổng ôn cùng với các bạn 2K6. Lời cuối cùng chị muốn nhắn nhủ đến chúng mình này. Các em có những bạn thì còn nhiều thời gian để ôn tập, đúng không? Nhưng mà cũng có những bạn là chúng ta đã trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia thôi là chúng ta đã bước vào kỳ thi rồi. Đây sẽ là cái kỳ thi mà nếu như nói là quan trọng thì đúng là nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta có một số tỉnh thành là không thể thi lại được, đúng không? Tức nghĩa là chúng ta sẽ đánh cược cả cái 3 năm cấp 3 của mình vào kỳ thi này, đúng không? Nhưng nói nó đơn giản thì nó cũng hết sức đơn giản thôi. Nó sẽ là tất cả những cái gì mà chúng mình được học rồi, chứ không phải là từ trên trời dưới bể, từ đâu đó xa xôi mà bắt các em phải làm cả, nhớ chưa? Thế nên rằng đừng quá áp lực nhá, đừng quá sợ hãi, mà hãy tự tin lên, vững lòng lên, và mình làm bài bằng tất cả cái sự cố gắng của mình. Chị tin là chúng ta sẽ thu được về những cái thành quả xứng đáng với sự cố gắng của các em. Ok chưa? Nhá, chúc cho các em sẽ làm bài thật là tốt. Và trong suốt cả một cái quãng thời gian đồng hành cùng với các bạn trong suốt một năm qua, chị thấy được cái sự nỗ lực của các em, chị thấy được cái sự cố gắng của các bạn, được chưa nào? Thế nên rằng ở đây nếu như mà có các bạn 2K6 thì chúng ta hãy cố gắng thật tốt trong kỳ thi tới đây. Còn có những bạn 2K7 thì các em thấy đấy,
đã xác định được cái tinh thần khi mà chúng ta sắp sửa đối diện với cả kỳ thi vào 10 chưa? Đã thấy được tinh thần của các anh chị chưa? Đấy, thế nên là chị mong rằng là chúng mình cũng nhận được cái sự truyền cảm hứng, đúng không? Để mình cố gắng nhiều hơn nữa trong cả một năm tới đây, để trong cái giây phút mà mình sắp sửa đối diện với kỳ thi, mình hoàn toàn có thể tự tin được các em nhá. Rồi, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Và cảm ơn các em nếu như trong thời gian vừa rồi các em đã chọn Học Văn Chị Hiên làm người bạn đồng hành. Rất mong rằng là sẽ có thể đồng hành cùng với nhiều hơn nữa các bạn nhỏ trong kỳ thi vào 10 và các bạn nhỏ học sinh cấp 2 trong việc chinh phục môn văn. Cảm ơn các em rất là nhiều và chúc các em thi thật tốt nhé. Bye bye. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em thôi. Cố gắng lên.